Tại sao ở đây có một cái lỗ tròn? Là vì trên chiếc điện thoại này có hiển thị đồng hồ. Phong cách sử dụng điện thoại này cũng phải là lịch lãm tinh tế. Khi mình cầm nghe điện thoại á, thì mình cầm như thế này mà một tay mình cầm bao da này cũng thú vị đó, tạo một phong cách riêng. Khi mình nghe xong mình để vậy và giống như một cái ví cầm tay. Và sắp tới Kỳ Lân có ra phiên bản là cái bao da này nhưng mà thêm một ngăn nữa, ngăn bên một bên nữa là ngăn đó để đựng tiền và thẻ. Khi ra đường thì chúng ta chỉ cần cầm một cái bao da mà chứa điện thoại và có đựng tiền được, đựng thẻ, những cái thẻ quan trọng mà chúng ta dùng hàng ngày được. Chắc chắn sẽ có quý khách hỏi là tại sao chiếc điện thoại này gặp mà mình lại làm bao da thẳng, vì đó là yêu cầu của khách hàng. Mặc dù là chiếc điện thoại gập mà khách hàng chỉ thích dùng cầm như thế này, khi nào lâu lâu thích thì gập lại cho vui, còn không thì cứ để như thế này tài, mà mình để vào túi cũng gọn nữa, rất là gọn. Và tất nhiên cũng sẽ có phiên bản bao da dạng gập mà Kỳ Lân thực hiện riêng cho chiếc điện thoại này, và Kỳ Lân đang hoàn thiện mẫu bao da đó. Kỳ Lân kính mong kính mời tất cả quý khách đón xem clip tiếp theo, Kỳ Lân sẽ review chi tiết về loại bao da nắp gập dành cho điện thoại Vitu nắp gập cảm ứng Aeroflip này. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc điện thoại Vitu cảm ứng nắp gập của hãng điện thoại Vitu danh tiếng này đến đây xin được phép kết thúc Aeroflip. Kỳ Lân xin trân trọng biết ơn và cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân. Và nếu như quý khách có nhu cầu về bất kỳ những dòng sản phẩm nào về thương hiệu xa xỉ, về thú chơi điện thoại xa xỉ, về thú chơi những sản phẩm cao cấp luxury, hãy đến với Kỳ Lân Luxury, vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên tuyển chọn những sản phẩm tối ưu như ý một cách tuyệt vời nhất, một cách chỉnh chu nhất, hoàn hảo nhất. Lần nữa cảm ơn rất nhiều quý khách đã quan tâm cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.